Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với những game đấu của Idol Sao Trang Mông ở tại máy chủ sẽ cấp Trung Quốc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với kèo đấu giữa tướng tủ Á Chóc của Sao Trang Mông và đối thủ của Sao Trang Mông sẽ là con Teemo của Boy On Cham, Teemo bên phía bên kia, và để xem là Á Chóc đánh với Teemo thì Sao Trang Mông sẽ xử lý như nào anh em nhé. Let's go. Ok, lại là một kèo đấu tay ngắn đánh với tay dài. À, đây lại là một kèo khó cho Sao Chamon. Và kèo này thì nó chỉ khó giống như kiểu đánh với Kennen và Zay thôi. Nó khó tầm 3 level đầu. Đến level 4, level 5 trở đi thì kèo này sẽ là kèo cân. Hoặc là kèo có thể gọi là đánh ngược trở lại được đến từ Aatrox. Nếu bạn xử lý tốt Aatrox ở tầm cấp độ 4, cấp độ 5 thì sát thương Aatrox cùng với bộ kỹ năng nó được Ở cooldown nhanh cái Q thì vẫn có thể xử lý được. Và lực sát thương của nó thực sự là rất lớn cho những con tướng đánh tay dài. Cấp 1 thôi, nhịn Teemo thôi anh em ạ. Khiên Doran mang theo kháng phép. Chấp nhận đánh kèo này một cách nhùng thôi anh em ơi. Những cơ đầu quyền lính từ xa anh em nhé. Cố gắng nâng quyền lính từ xa thôi. Bổ quy một giờ đất quy hai lính này. Ba con trọn vẹn chưa? Rất kinh nghiệm. Lấy quy hai cho nó đam to ăn lính cho chắc anh em ạ. Núp vào bụi cỏ đừng để nó harass anh em nhé. Núp vào bụi cỏ nhé. Đừng có đứng trước ba lính đánh xa anh em nhé. Con tên mà nó thổi vào đầu cho đấy. Đến ba con xa thì bây giờ mình sẽ bổ quy ăn lính này anh em này. Một con, hai con, nội tại, ok. Con kia chắc phải bỏ rồi. Ờ, ăn là bị harass nha, ăn là bị harass nha. Tên mò nó thổi đầu rồi nha. Ok, tôi chấp nhận nó đánh tay một quy vậy. Ui, Poppy ganh sớm vậy bạn. Mới mùa đỏ là lên top rồi. Thôi, sẵn sàng tấn công Thiêu Đốt. Flash đánh tay đi bạn. Flash đánh tay đi Thiêu Đốt. Bổ quy thì không trúng nhưng mà Thiêu Đốt thì được. Một đổi một. Mất chiến công đầu cho Teemo nhưng mà được cái quê lính đẹp, quê lính nó khá đẹp, cùng với đó là tiết kiệm được cái tốc biến anh em ạ. Tiết kiệm được cái tốc biến, căn bản là cái quê lính đẹp nên là sao cho mới chấp nhận đổi mạng đấy thôi. Cánh dưới ngon rồi kìa, cánh dưới vừa giao tranh thắng rồi kìa. Quê lính anh em nhìn này, quê lính là có xe nên con xe nó sẽ tanh cho đợt lính đánh xa rất là nhiều để mình lên đón lính và vẫn đón được con xe luôn này anh em này. Ít nhất là đón được kinh nghiệm anh em nhé, mặc dù không lát hết được nhưng mà kinh nghiệm của con xe là rất là quan trọng. Lát hit dưới trụ anh em ơi, lát hit dưới trụ anh em ơi. Ai à, mất con rồi. Mất con rồi anh em ơi. Ui, lò thị mượt luôn 14 CS so với 10 CS của Teemo anh em ơi. Mặc dù thua chiến công đầu là mất 100 so với con Teemo nhưng mà bởi vì mạng Teemo là mạng 300 còn mạng mình là mạng 400. Nhưng mà cái quê lính, quan trọng là quê lính. Nếu bạn đã nhìn ra là quê lính đấy các bạn sẽ biết cách xử lý như nào cho nó hiệu quả. Mắc ping. Phát giờ xử lý mắc ping rồi anh em ơi, Poppy ganh sớm quá. Level 4 rồi này, tự nhiên level 4 mà có một cái thế như này thì quá tuyệt vời rồi. Level 4 trở đi là con Aatrox này sống rồi anh em ơi. Nó bắt đầu trên kèo rồi. Tung W để ăn lính nhá. Chưa có mắt để cắm nhưng mà con Teemo đang tàng hình nhá các bạn. Tàng hình ở mạnh, tàng hình ở mạnh. Thấy con Teemo đánh mắc khó chịu ấy. Ây à, không ăn được lính rồi. Để xem Teemo xử lý lính dưới trụ như nào nào. Teemo là con xử lý lính dưới trụ thực ra không dễ tí nào. Ue quy cấu gì à? Kèo này đánh đây là Teemo bắt đầu ôm trụ rồi anh em ạ. Và con Teemo là một con mà thậm chí còn yếu hơn cả Kennen với cả Zay nữa cơ. Nó là một con kém cơ động. Không né được W. Đó bạn thấy không? Cái W của Aatrox này Teemo đâu có gì né đâu. Không có gì né cả. Mà không né W Aatrox là một cái điểm rất hại khi mà đánh Aatrox anh em nhá. Bởi vì cái W Aatrox nó là cái kỹ năng giúp cho Aatrox nối Q2, Q3 dễ nhất. Những con tướng mà nó thoát ra khỏi cái W Aatrox này nó né Q2, Q3 rất là dễ. Thế nên Aatrox sẽ gặp vấn đề khi đánh với những con tướng cơ động khu đường trên. Còn những con như là con Teemo này chẳng có gì để né cả. Những con tướng mà kém cơ động đường trên. Đây anh em ơi. Ui W xuyên lính vẫn trúng kìa, Q3 đấy mà né. Lấy cái gì mà né. Flash. Con trồn lùi này. Vả cái đầu liền anh em ơi. Con Teemo là con tướng kém cơ động, con Zay ở dạng búa cũng vậy. À nhầm, con Zay ở dạng súng cũng vậy. Thế nên mà bạn đánh con Aatrox bạn thấy con Zay nó chuyển từ dạng búa sang dạng súng. Là thời điểm đấy nó không có E lôi phạt. Thì đó là thời điểm bạn có thể giết con Zay được hoặc là trao đổi thắng nó được. Tức là vừa nó vừa mất R á. Còn nó đang ở dạng súng mà bạn combo vào á. Con Nautilus bị làm sao đấy? Con Nautilus thì mất Q rồi này. Thiếu nó chết đâu.
Ây da, bị CC hơi gắt rồi. Đủ đau không ta? Nó từ lớp flash chạy rồi kìa. Chờ Poppy hết đứt rồi anh em ơi. Thôi Temoy, xin lỗi, Temoy, xin lỗi, Temoy, xin lỗi, xin lỗi bạn ơi. Không chết. Cay. À. Cay quá các bạn ơi. Thằng quần nó Nautilus này nó lên top, nó dùng cái flash nó bết cả mình. Cay. Thế mà không chết thằng Nautilus anh em ạ. Chết thằng Nautilus có cái chiêu cuối reset lại chạy nhanh lên là ngon rồi. Thôi lên đó lính lại nào anh em nào. Mất chiêu cuối, mất cả thiêu đốt. Không giết được thằng sức bên kia, cày chùa. Nhưng mà kèo này đánh lên là Temo thua rồi anh em ạ. Con Temo đến đây mà nó phải hơn con Atrox bao nhiêu CS thì nó mới win lại được cái kèo ấy chứ. Ok. Mất chiêu cuối, mất thiêu đốt. Nhưng mà chiêu cuối thiêu đốt thì hồi khá nhanh thôi. Có cái tốc biến trước đấy đã dùng để lấy mạng chính con thì solo không có tốc biến thì cũng hơi khó. Có tên mà nó hồi tốc biến trước cả mình anh em nhé. Vẫn đang đóng băng lính này anh em này, chưa thấy tên mo đâu này. Vẫn đang lát hết từ từ anh em nhá. Dừng đang ở ngay phía sau với cấp độ 5 của Ngộ Không. Có pìa bot rồi. Team kia kéo hết xuống bot rồi anh em ơi. Thế thì vào quay này đẩy thôi. Đẩy ra cắm mắt anh em à. Không có tốc biến là phải chờ dừng đối phương xuất hiện rồi mình mới bắt đầu di chuyển nhá. Di chuyển ra sông trong bối cảnh là dừng đối phương chưa lộ, nhiều khi gặp nó ở sông là mệt á. Phá được quả nấm ở bụi cỏ chọc 3. Nhưng mà chưa có W để có thể combo con Temo này. Con Temo này rất dễ dính 3 Q Atrox. Q1 đẩy đính, lấy Q2 chạy. Ô có mắt rồi. Một big way tràn trụ và sao cho mình quyết định là đi về. Đi về để ăn gian thời gian hồi của chiêu thiêu đốt. Mặc dù chiêu cuối có nhưng mà thiêu đốt chưa có. Quyết định về lấy trang bị nào. Về đã lấy 2 bình máu đi lên rồi. Không. Có thêm giày anh em ơi. Có Poppy có Temo thực ra là bộ đôi nó có ganh sát thương nhiều nhá. Đầu trận Poppy đam to vãi. Poppy King kìa. Đến đây thì toàn là các boy one charm xuất hiện nhiều rồi. Boy one charm Temo đi top cùng với boy one charm Poppy đi rừng. Con Temo chưa về mua đồ được này anh em này. Nó đang ôm tiền trên người đó. Team ăn được sứ giả rồi. Quyết định đẩy đường hay đóng băng đến từ sao cha mông đây. Quyết định đẩy nhanh đến từ sao cha mông với những cú quy và lính. Hiện tại cấp độ 8, quy nâng được 4 điểm, hồi chiêu cực nhanh. Và căn bản là đam nó cũng siêu to. Nó chỉ yếu ở tầm cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 khi mà Q có 1 điểm thôi. Bật máy quét quét hết nấm Temo rồi này. Một cái máy quét quét được 2 quả nấm. Thêm được 20 tiền. Cánh dưới vẻ hơi gãy gãy nhờ. Top đều là 22 nhưng mà sao cho mong gắt CS con Temo này hơi bị nhiều rồi đấy nhá. Chưa thấy Poppy đâu. Mặc dù boss vừa đánh nhau y xèo chết con Zeke nhưng chưa thấy Poppy đâu. Không có tốc biến, không thấy Poppy đâu, cũng đánh rén lắm anh em ơi. Ôi, thôi bạn ơi, Poppy ở đây rồi, Poppy ở đây rồi. Tôi mau dướn lên thì thấy Poppy ở đây rồi. Poppy ở đây rồi anh em à. Thôi vén cóc vậy. Vén cóc cho anh Temo đẩy được lính nó vào trụ rồi ăn trụ, ăn lính dưới trụ thôi anh em nhé. Tôi nghĩ là bên kia không dám đai đâu. Ây da, thằng quần Poppy này cay thế. Cái thằng Poppy King này. Vào ăn cóc nó cũng vào nó KS nữa. Nó ganh không được nó vào nó KS cóc của mình anh em ạ. Ui lát hit dưới trụ kìa. Lát hit dưới trụ bằng đánh tay với E kìa. Mượt đừng hỏi. Poppy ganh tốt không được ra mid rồi. Như mình đã bảo thanh niên sao cho mừng là thanh niên đánh rất nghệ. Và thực ra là một cái thanh niên có cái đầu lạnh. Đánh rất biết điểm dừng anh em nhé. Cái đầu lạnh đường trên là cái mà không phải ai cũng có được. Bởi vì những thanh niên đã đi top là những thanh niên thích solo 1-1, thích ăn thua. Các anh em đồng ý là những thanh niên đi top là những thanh niên thích ăn thua không ạ? Thích, rất thích 1-1, rất thích ăn thua, dừng lên là khóc, dừng lên là chửi dừng. Hơi high ego một chút, hơi cái tôi cá nhân một chút. Không phải ai cũng biết điểm dừng như này đâu, không phải ai cũng đánh thủ trước con Temo đâu. Nhìn con Temo vậy ai muốn bổ nó thôi à. Và kèo này đến đây là thắng rồi. Nhưng mà không có dừng thì tôi không đánh, không phải ai đánh được như thế đâu anh em. Đó là lý do vì sao Trần Vâng lên top 1 thách đấu của mấy chủ siêu cấp Trung Quốc mùa trước.
Đánh Năm tôi Quickside bảo cực cho kỳ dưới hay. ý cười thì ở cái số Mặc chữ dù là bên kia gì chỉ là cha Poppy tài với của Teemo nó thôi. rồi Nhìn tôi thấy những bảo con tướng như thế tao thôi bảo nhưng nó mà phô nhà tôi bảo không có tốc nó biến nó ganh là chết đấy. phô Rồi, bình tĩnh. nhà gì mua Giữ cái đầu đó lại. tao tao sửa những gì ông thằng Dừng Poppy ở dưới đúng không gì nhở? tao Dừng mà Poppy ở dưới đúng không nhở? Đẩy đường thôi anh em ơi. Đẩy đường thôi anh em ơi. Đẩy đường cấu diệt Teemo dưới trụ anh em ơi. Lát hết 6 con không trượt anh em ơi. Trồn đi đâu nhỉ? Trồn đi đâu? Mất mana nhiều đấy bạn. Ăn đá à bạn? Trồn bú đá à? Con trồn. Con trồn. Ờ, thôi, thôi, nó né ác vậy. Ây da, thôi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, được chưa, xin lỗi, được chưa, thôi, 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 bro. Mày. Ây da, ta, cứu me. Help me. Mày, con trồn này. Tin là nó giết tay bao dùm cái đi. Má đánh lỗi một pha thôi nó thổi từ nhà đến trường muốn ná thở luôn á. Nó cắm mắt cả bụi cỏ chặt bà. Mày. Lướt xuống thẳng quả nấm Ôi á. chúng à, chào Cây chào. con trồn này thế nhờ. Có e lại là mày chết. Tao có e lại là mày chết. Tao có e lại. Tao có e lại là mày chết. À, nó một máu. Cay. Cái quả mà sao cho ông Q1 đúp xịt đấy là cái quả mà thôi đi về được rồi. Ông ấy EQ2 Là đi lên. bỏ với thôi trong xã là E lên thì không có gì để có gì chạy hết đấy hả anh em ạ. chưa là E lên tay mò nó thiếu nó thổi luôn. Thấy là suýt chết luôn rồi đấy. Cuối cùng thì vẫn chạy được, cuối cùng thì vẫn rút lui được. Nhưng mà team không ai giết có được gì cái hết Teemo hả chưa cả. là tao có từ đâu Thôi không chết phần đấy là may rồi, về ăn được quê lính xong rồi ăn chúng thêm sát tao trụ. mua mấy con tiền hả Vẫn ok anh em, vẫn chưa là tình huống trao đổi có lời anh em nhé. không sao có tiền hết hả chưa là tao Má ăn Teemo này hung hãn quá. Mới bước lên skill chúng ta trượt một chúng phát ta thôi là là nó thổi mấy một thứ gì mủ à đầu. tiền mẹ là Đó, bạn thấy không? Kèo trên thì kèo trên, đánh đến đây rồi thì kèo vẫn trên rồi đấy nhưng mà thì một đó về hai xử lý họ fail kỹ năng thì nó cũng chả ra kèo trên được. bạn chúng ta do cũng Vì là kèo trên mà bạn đánh kỹ năng tào lao thì nó cũng là kèo thua thôi. Mỗi con không thiếu tướng tiền đâu có gần đấy kỹ năng thôi mà. Bạn xử lý fail kỹ năng tức là bạn mất hết lợi thế về con tướng đấy rồi. Ui, con Teemo nó bảo thêm giáp trụ nữa kìa. Nhưng mà giáp trụ Teemo này chưa được cụ thể hóa bằng bằng trang bị nha anh em nhé. Còn giáp trụ của Sao Chanmeng là cụ thể hóa bằng hấp huyết các thứ rồi này. Giờ Teemo rút lui rồi. Cố gắng đẩy nhanh đợt lính sau đó thì ăn máu trụ. Và không cho Teemo về mua đồ anh em nhé. Nó có nanh Nashor rồi kìa. Vẫn đang bị sao cho mà kỳ Gax nhưng mà con đó Teemo này đánh vẫn rất là khó chịu. Dưới trụ thì không có nấm. Ô nó tàng hình anh em ạ. Ui nó lấy nhẹ nửa cây máu xong nó đi ra. Khó chịu thế. Mặc dù nó chưa về nhà mua trang bị nhưng mà nó đẩy sương sương nửa cây này thì cũng khó chơi rồi. Hấp huyết. Chọc nội tại. W trốn Q. Rồi thôi thôi mày đi. Cái Q gì à các bạn ơi. Mày đi. Con trồn này mày đi. Cái kỳ quy đó gì à các bạn ơi. E lên hấp huyết ăn ba con xa. À ba con gần. Không hấp huyết ngay thời điểm này anh em nhé. Hấp huyết ngay thời điểm này không trúng Teemo không hồi máu. Cho con Teemo bước lên hấp huyết trúng Teemo luôn này anh em này thấy không. Vừa ăn lính vừa cấu rỉa này. W đánh tay nội tại đã. Chờ quy hồi mới W nhé. Có W nhưng không W sớm. Chờ quy hồi mới W. Bởi vì W muốn W 2 á. Phải có Q1. Đấp trúng. Q1 để cho cái W 2 nó giật về. Bật chiêu cuối. Q2 góc gì à, anh em. Góc. Ủa cái hitbox kìa. Cái hitbox cái Q kìa anh em kìa. Nếu bạn bổ quy vào đây là nó trượt rồi này. Bạn phải bổ quy góc vuông này nó mới trúng. Trời ơi, e hồi lại. Mày. Một thanh niên xử lý kỹ năng ghê đánh Quicksight ác. Biết nhịn nhục lúc cần phải nhịn. Và solo kill được 300 Teemo phía bên kia rồi. Kèo này hơi bị máu luôn, kèo này hơi bị căng luôn. À, té 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 anh em ơi. Chuột rút anh em ơi. Lỡ mà có Nautilus ở đây thấy hơi phiền. Để ý những gì diễn ra trên bản đồ nhé. Đây là điều không phải ai cũng để ý được. Bởi vì trong game thì bạn thường focus vào kèo 1-1 hơn. Thế nên không phải là ai cũng để ý được minimap để mà biết xem là đường dưới đang có cái gì. Thực ra đi top thì các bạn hay đến hay nói là đi top thì chả để ý bot làm gì cả nhưng không đúng nhá. Đi top bạn phải để ý minimap nhiều ấy chứ, bởi vì đi top là cái đường mà rừng nó rất là dễ lên gank. Vì trong xếp hạng đơn thì rừng nào cũng sẽ ăn từ dưới lên, bởi vì muốn có đường dưới giúp cho ăn rừng cho nhanh thì họ sẽ khởi đầu từ đường dưới lên. Thì rừng ăn từ dưới lên ở vòng rừng đầu tiên thì nó cứ dặm đi dặm lại như vậy và chưa kể là vòng rừng từ dưới lên thì nó sẽ gank top nhiều. Thế cho nên bạn để ý bản đồ để xem rừng đang đánh cái gì, rừng nó đi đâu hay là dưới bot có đánh nhau dưới bot thì có rừng hay không. Có hấp huyết này anh em ơi, có Poppy ở đây nhá. Làm choáng trượt đến từ vị trí của Taric rồi. Ngộ không không điều làm choáng được con Taric.
Clear nhanh nào, clear nhanh sau đó ra sứ giả anh em ạ. Này cần top đẩy rồi, pha này cần top đẩy để lên sứ giả rồi. Q1 W, Q2 E, Q3, Q3 luôn tại chỗ ạ. Chấp nhận đổi mạng rồi đấy. Chấp nhận đổi mạng với Temo rồi đấy. Pha rồi Temo nó cũng đổi mạng mà anh em. Có Temo các bạn thấy nó không có gì để né 3 Q trong này cả, và vừa rồi là thậm chí là không cần dùng E cũng đã điều được 3 Q trúng rồi. Nhưng có Temo đan to thật. Kháng pháp hiện tại của sao cho mừng đến tới cái giày thủy ngân không đủ. Pha vừa rồi cũng không hồi chiêu cuối kịp nữa anh em ơi. Hồi chiêu cuối kịp mà hết hấp huyết lên các thứ thì nhiều khi vẫn câu được thêm tí thời gian. Bởi vì đứng kế bên sao cho mừng chỉ là con Nautilus thôi, nhưng khi nó không đủ đam để giết. Và team không có sao cho mừng team vai thua rồi, ai da. Team không có sao cho mừng team vai thua rồi này. Team vai thua chưa mất sứ giả nha anh em nhé. Và sao cho mừng được cái tình huống trước chỉ mất thứ đốt thôi. Thì pha này đi ra vẫn còn chiêu cuối để quẩy này. Lên defend trụ top cái, dừng còn nhưng mà quay top to quá. Và con Vex này giết được nha, nếu mà không có flash giết được nha anh em nhá. Con Vex rất biết điểm dừng đấy nha. Đẩy thêm nữa là bị solo kill à. Có ai phía sau con Vex này không nhờ, không có là giết luôn đấy anh em ơi. Vex té rồi. Nó đẩy Q ăn xe thôi à. Mà không dám ăn con xe đấy luôn. Bật máy quét ra sông hỗ trợ rừng kiểm soát con sứ giả. Temo ra rồi nha, mình chết cùng với Temo thì Temo ra cùng với mình luôn á. Poppy cướp được sứ giả, vãi cả nồi ạ. Nhưng mà nó không ra đứng lại để nhặt anh em ơi. Có ai có CC gì không? Ui, Poppy chạy nhanh thế. Bỏ mẹ quần Poppy đấy khó chịu. Waito vẫn còn này anh em này. Rồng thì sao bỏ anh em? Ây da đau. Chắc bỏ rồng thì ăn được con sứ giả, sau đó thì vì con Poppy nó chạy luôn, nó không thèm nhặt mắt. Con Tê Mó không ra nhặt mắt luôn. Rồng một khoảng không tầm nhìn bất tận, bỏ. Bỏ rồng thôi anh em ạ. Dùng gió thôi mà bỏ thôi. Mà con Kiana vào rừng làm gì đấy? Cái rừng như thế mà chui vào đấy làm gì đấy? Bót mất trụ rồi chui vào rừng bừa đỏ làm gì mấy bro? Bên kia đánh nhau giữa hai trụ team sao cho mừng ạ, liều thật. Team mình mới chết con Kiana thôi, ăn được trụ tốt rồi ngon rồi. Đây không phải trụ một toàn bản đồ anh em ạ. Bây giờ con Ngộ Không này lên cánh trên cũng hơi trễ rồi. Nhiều người đá to cho Ngộ Không luôn. Té anh em ơi, Vex về rồi anh em ơi. Vex về nó sẽ có thêm người đấy ạ, không phải nó đơn độc đâu anh em ạ. Rồi xuống bot kiếm cái trụ nào. Lên kiếm răng cưa rồi. Man Mortius luôn, bán khiên đầu ran Man Mortius luôn anh em ạ. Bên kia sẽ được Vex, từ Vex với Temo là khá nhiều. Bây giờ kia đang để đứng dưới thì sao cho phải lên trên chứ ta. Vex rất xanh nha, Temo thực ra nó không yếu tí nào. 140 CS vẫn nhanh na so các kiểu. Nấm kìa anh em ơi. Lại sang quét nấm nữa này. Băng trụ Temo, kêu gọi một tiếng băng trụ Temo. Q1 trượt rồi, W trượt rồi, thôi. E Q2 gì rồi anh em ơi. Bị sẵn sàng tấn công thì đốt, sát thương là khá nhiều đấy từ Temo, mất cả man Mortius rồi ạ. E qua bật trụ cuối chơi luôn không? Né Q1 tốt Temo ơi. Hấp huyết được không? Cái gì đây anh em? Cái gì đây? Sao cho vâng E qua được, tôi tưởng bị solo, bị con Temo solo rồi cơ. Vãi. Q1 trượt. Q2 E hồi máu lại 274 máu. Q3 flash đổi flash với Temo này anh em này. Hấp huyết lên 395 máu ạ. W trúng nội tại, sau đó thì họ đi ra với đắc thắng ạ. Trời má, thiếu xử lý cơ. Cả hai tên đều xử lý ghê, Temo né Q hơi ảo luôn. Mà tôi tưởng sao cho bằng phần này chết là đúng là tấu hài luôn á. Bởi vì cánh trên đang gãy, cánh trên đang bị gãy rất là nhiều. Bởi vì kéo ba người xuống bắt con Temo thì cánh trên tất nhiên là team phải thiếu người rồi. Mà thiếu người mất hơi nhiều đấy nha, mất trụ mid, mất trụ top. Trời ơi, pha này không lời rồi anh em à. Bắt được con Poppy với con Temo nhưng mất con Zeke, mất nhiều trụ quá.
mất nhiều trụ quá anh em ơi. Ăn được một trụ bot, không không đến mức quá lỗ nhưng mà cũng không hẳn là lời. Tôi nhìn pha đấy tôi tưởng đó sao cho mang chết rồi cơ. Còn tên mon nó phát là né Q3 nữa. Nhưng mà còn cái hấp huyết anh em ạ. Và vì con Aatrox này nó bổ con tên mon đau quá nên là máu nó hồi lại cũng nhiều nữa. Bổ con tên mon này đúng kiểu đam vào một con tướng như tờ giấy. Tên mon cực kỳ mỏng. Đam Aatrox càng to thì tất nhiên là hồi máu từ sát thương Aatrox nó sẽ càng nhiều rồi. Bây giờ lên cánh trên đẩy cho con kia đang đẩy đường dưới anh em nhá. Cánh dưới bây giờ có con rồng gió thôi bỏ thôi anh em ơi. Muốn bắt nó từ đất nhưng không được. Một cái máy quét là quét mắt anh em ơi. Team phải mua nhiều máy quét một chút đấy nha, con Tamer rất là khó chịu. Quyết định công mid. Zeke có gói chất nổ nhưng bên kia nó defend ghê quá. Con Aatrox này được cái là nó cùng với con Taric nó có thể tạo ra một combo sống cực kỳ dài cho các pha giao tranh. Đội bên phía bên kia tôi nhìn thì là đội hình rất là mỏng. Đội hình căn bản là có Poppy chống chịu với cả Nautilus nhưng mà phụ thuộc nhiều vào khả năng chống chịu từ Poppy thôi anh em ạ. Có Poppy nó sẽ tanh bằng chiêu cuối cùng với trang bị. Chiêu cuối của nó có thể cô lập mục tiêu rất là tốt. Con rồng 40 giây. 40 giây về mua thêm kháng phép à. Bỏ mẹ bọn kia nó nhiều AP quá. Mua cái đũng quần này xong rồi thêm cái gì nữa đây. Mắt kiểm soát không ta. Mua thêm máu anh em ạ. Đam có tên mo to thật. Nếu các bạn có xem cái pha kích sẵn sàng tấn công của nó xem. Đam to dã man. Nó thổi giờ này siêu thốn luôn á. Mua nhiều kháng phép một chút nha anh em nhé. Đằng nào hai đường đơn đối phương là 2 AP mà. Một con Zeri nó cấu gì cũng là AP. Đây con Nautilus đi lạc này, Nautilus đi lạc anh em ơi. Nautilus đi lạc anh em ơi. EQ2 được không ta? EQ2 Poppy ạ. Không được rồi. Bắt con Nautilus, nó flash chạy luôn ạ. Mình chưa có flash anh em à. Taric đang đánh tay hồi máu rất là nhiều và uy chụp cuối đẹp nhưng mà má biết ngay mà. Thôi má, kia đã chụp cuối mắc mắc đẹp luôn á. Đánh Aatrox chỉ chờ team CC như thế để mà bổ thôi á, nhưng mà vừa ló cái đầu ra là Poppy nó đẩy chụp cuối nó bắn vách bị phi rồi. Ây da. Hấp huyết. Bị outplay rồi. Không có CC bị nó thả diều chết luôn anh em ạ, nhưng mà may đổi được con rồng. Vách thiêu đốt. Có Poppy nó chiêu cuối vô học thật sự. Pha đấy mà không phải là con Poppy nó chiêu cuối đẩy ra thì chắc là ngon cái team fight này rồi. Và đánh xếp bảng đơn nên là bên kia nó nhiều thứ đốt quá. Nó nhiều thứ đốt nên lúc nào nó cũng giảm hồi máu hết anh em ạ. Vừa rồi là bị vách thứ đốt nên là hồi máu từ hấp huyết các thứ không được bao nhiêu cả. À. Zeke để cao bị Poppy với Tamon nó hấp rồi. Ba con chắc đầu à. Được cái team này có nhiều CC tốt. Ngộ Không Kiana với cả Taric CC ngon. Zeke hỗ trợ thêm sát thương AoE. Và team bên kia thì vừa rồi đã mất spell tương đối nhiều, bây giờ sẽ là thời điểm mà sao cho mang lên tiếng. Bây giờ con Aatrox này có tốc biến, bên kia đang mất một loạt tốc biến đấy nha các bạn. Hồi nãy là tình huống giao tranh mà sao cho không có tốc biến, không làm được gì cả. Vì mất tốc biến để đổi tốc biến Tamer rồi. Bây giờ có tốc biến lại chơi được rồi này anh em này. Đang bật máy quét đi dò tầm nhìn ở tại Baron. Và Zeke sau khi chết Tele lại đường giữa luôn. Team sao cho mà mất 5 trụ rồi các bạn ơi. Mất 5 trụ mà được có 2 trụ à. Và cái trục trụ đường giữa bị lệch như thế này đang là cái trục trụ đường giữa khiến cho team sao cho mà bị mất thế trận tương đối nhiều.
Cánh trên giờ Kiana không dám đẩy quá nửa sông vì cái trụ đường giữa nó lủng nhanh quá. Nó di chuyển từ trụ một đường giữa ra những cái trụ cánh của mình rất là nhanh anh em ơi. Đấy. Kiana đẩy quá nửa sông chết luôn. Chết luôn. Poppy vách lên đấm chết luôn. Bọn nó ép Baron đúng nhờ. Ăn trụ mít nào anh em, cái trụ mít này tối quan trọng này, nó không còn nhiều máu nó dích đặt đứt ăn được rồi. Phải ăn thôi anh em ơi. Phải ăn thôi anh em ơi. Nhờ tình huống Kiana kéo được đối phương lên cánh trên để ăn được trụ mít. Nhưng mà sau đó bị móc rồi, còn trụ cuối Taric không sợ nha, không sợ nha, vũ trụ dạng người nha anh em ơi. Bật trụ cuối lên quẩy. Bị phía rồi hấp huyết. Flash ra được, flash ra được, flash ra cứu 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 cứu, cover cover, một mạng nào, một mạng nào. Má, một mạng trễ quá. Team không có DPS anh em à. Và thiếu đam Kiana bị thiếu đam thực sự luôn á. Có Taric, có Zeke, có Ngũ Công nhưng mà đam ít quá. Thằng đấy mà giết được con Aatrox này nó hồi máu được thì ngon. Thằng đấy giết Poppy nhanh hơn nửa giây. Hồi máu từ đắc thắng với cả... Thôi, hy sinh thôi anh em ơi, hy sinh spell thôi anh em ơi. Hy sinh spell chứ mất Baron là dở ấy. Mất Baron bên kia nó đẩy vào nhìn bất lực lắm. Bên kia là ép Baron khi mà thấy sao trong băng dưới bot kìa. Tụi này khó chịu quá anh em ơi. Họ lên top lẹ, lên top lẹ. Còn Vex nó ăn shot con Zeke luôn ạ. Ây da. Lại mất tầm nhìn, lại đi ra, lại dò, lại đi 3, lại 4 vết 5. Có phải T1 đâu mà hiến tế 4 vết 5 hoài mấy ông ơi, hơi mất Baron rồi. Giao tranh được không? Chưa cuối còn này, bên kia hết spell rồi này các bạn ơi. Ui. Cái đạm mấu con Poppy này, cái thằng Poppy này, cái thằng Poppy King này. Cái... Cái thằng Poppy King này quá anh em ơi. Rank khó chịu tổ bố luôn. Đầu game nó lên cam liên tục rồi. Vào team fight nó cứ me me, con Aatrox của Sao Mang nó bổ ra, thôi chịu. Khó quá nhờ. Mất Baron bên kia nó put. Tôi sợ là bổ không trúng được người đâu anh em ấy. Tay bên kia nó khá dài ấy. Teemo, Vex với cả Zeri. Tay tụi nó dài quá, tụi nó cầm Baron, nó push thở oxy anh em ạ. Dòng gió thôi thì bỏ vậy chịu. Mấy dòng gió giờ can thiệp thua thì... Mất cả game. Tỷ lệ thắng không cao, thôi thì bỏ. Mua đồng hồ đã có giác thiên nhiên 3 đồ nhưng mà... hay quá giết Teemo rồi kìa. Hãy Kiana ơi. Ôi con Vex đến rồi, thôi bỏ mẹ rồi. May quá đánh hạ thâu nổ kịp chứ không nó phi một phát là chết. Ủa, vẫn chết ạ, vãi cả nồi ạ. Từ từ Taric ơi, từ từ chiều cuối Taric ơi. Thằng Poppy lại chiều cuối cho mà xem này. Có bảo trợ đến từ Taric nhưng mà có đánh được hay không đây, khi mà Vex lại chiều cuối quay người trở lại. Taric chết một phát nó reset chiều cuối luôn đấy nhông nha. Ngộ không chưa chết, cuối cùng cũng đã chết rồi. Kiana on shot được con Teemo nhưng mà sau đó thì team fight vẫn không nổ. Nãy giờ team đánh toàn thiếu sao cho mông mà. Và bây giờ chỉ là 3 đánh 4, không có chiêu cuối Taric cover. Nó cầm Baron, nó cầm Baron nó put kìa anh em kìa. Tụi tay dài nó cầm Baron nó put nhìn bất lực quá. Bổ con Poppy thì lại hết đam để bổ tiến sau. Mà căn bản giờ bổ Poppy cũng chưa thấy mất máu nữa. Mất Mega, chấp nhận mất Mega anh em nhá. Một Mega defend được. Một mega đối với Zeke thì nó là chỉ là double attack thôi. Con Zeke nó defend 2 mega còn được á. Tổng của Zeke 3 đồ nó defend 1 mega vô tư anh em, chứ phải là một áp lực quá lớn cho team Sao Cho Mừng. Chỉ là những cái vấn đề cũ nó vẫn còn, đó là tầm nhìn tại Baron, tầm nhìn tại rồng nó vẫn đang quá ít. Với cả cái trụ mid đối phương nó tạo ra những thế đẩy khó chịu quá. Cũng may trước đấy đang được trụ 1 rồi đấy nhá. Còn có trụ 1 là ôi ôi. Còn có trụ 1 là nghỉ game đấy. Kiana dướn one shot còn Nautilus không được. Sao cho mông xuống tìm Teemo thì lại đạp nấm. Poppy bot rồi anh em à. Có người phía sau Teemo nó... Có người phía sau Teemo không bạn? Có anh em ơi, có anh em ơi. Chạy. Lấy được cái flash Jerry hay. Lấy flash Jerry hay rồi anh em ơi. Mất flash này Jerry tí bị bổ là dáng chịu ấy nha. 6 giây hồi tốc biến rồi các bạn.
Jerry 4 đồ ạ, vãi cả đồ ấy, mua giáp 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 gấp giáp gấp. Jerry 4 đồ rồi anh em ơi. Hít kiếm luôn rồi, giờ nó hồi phục cũng hơi ghê rồi đấy. Megami con dịch defense vô tư nhá anh em, cứ để đấy con dịch defense cho. Cái Megami cứ để đấy thôi. Poppy yếu máu tính ăn trụ nhưng không được, bị ngộ không gõ rồi. Jerry đang ở dưới nhá. Con Poppy nó cầm giáp liệt sĩ, nó bật W nó chạy nhanh quá. Chơi không anh em, chơi không anh em. Con Poppy nó hết máu rồi này. Jerry tính ăn bừa đỏ. Nó còn e qua tường. Ui thế giới bùng nổ cái gì đây. Lại mất chiêu cuối Kiana rồi. Có chiêu cuối Taric anh em ơi, có chiêu cuối Taric anh em ơi. Nhưng mất 3 Q mất rồi. Chiêu cuối Taric té thôi anh em à, không đánh được nữa. Về defend Mega, 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 Mega. Một Mega là chưa quá áp lực đâu, defend được, cứ bình tĩnh. Pha này thì chưa chưa phải là một áp lực thua game liền mà vẫn defend được. Chỉ là những vấn đề là tầm nhìn trong rừng để team fight hay là vấn đề thiết lập team fight sao cho nó hiệu quả thì chưa giải quyết được nha. Mà con Jerry bên kia nó khỏe lắm rồi đấy. Và team fight làm sao mà êm được nó mới khó anh em ơi. Mà nó mất tốc biến rồi đấy. Nó mất tốc biến rồi này anh em này. Bắt Temo, W xịt rồi. W xịt tức là Q2, Q3 hơi khó trúng. Temo mũ phù thủy rồi ạ. Một phút nữa Baron, một phút nữa rồng. Ui mua dược phẩm sớm thế. Mua dược phẩm này chậm rắc tinh thần lắm luôn đó, nhưng mà thôi thì chấp nhận vậy. Con Tamo nó chỉ để đến đây nó té thôi chứ nó không dám để cao. Nó không dám ăn trụ bậc thềm đâu. Linh hồn rồng gió với Baron ăn cái nào đấy ạ? Quay bot thì ok rồi, mà quay top thì sao đây? Lái mà tạo hỏa. Quay top Kiana để lên cao sợ lại bị bắt nữa chẳng xem. Bên kia nó có Vex bắt từ xa rất là hiệu quả. Có cái Mega để dích lo được. Vẫn đang là thời điểm Jerry chưa có tốc biến nha anh em nhá. Để xem sao cho mình cầm cái tốc biến con đấu sĩ này áp sát vào xạ thủ không có tốc biến như thế nào. Đang có đánh nhau rồi kìa, móc trượt của Nautilus. Q3 nhưng mà té anh em, tên máu thổi đau lắm. Thằng nào bây giờ nó cũng giảm hồi máu hết rồi. 9 giây nữa rồng. Sao cho mình đang tanh tuyến đầu này, tanh tuyến đầu với Taric phía sau anh em nhá. Bổ ấm Poppy này không thấy mất máu luôn này anh em ơi. Ui đạp nấm rồi, đạp nấm rồi, siêu bom địa ngục. Poppy hất tung một đứa về, đó là ngộ không. Vũ trụ dạng người kích hoạt hơi sớm ạ. Bắt AD bên kia được không ta? Ngon, thằng AD bên kia không có flash chết rồi anh em ơi. Ngay hai 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 hấp huyết lên rồi. Chúng mày chết hết, chúng mày chết hết, chúng mày chết hết, chúng mày chúng mày chết hết. Hay có Kiana ơi. Jerry không có flash, cầm 4 đồ chí mạng chết chay kìa anh em kìa. W giật về đây flash chạy rồi. Thôi rồng với Baron, rồng với Baron, rồng với Baron. Thằng này để tôi, thằng này để tôi, thằng này để tôi. Thằng này để tôi có gì thì ngân tư chơi cho. Mày có cái gì để chạy nữa đây? Mày có cái gì để chạy nữa đây? Q3 này, Q3 này, Q3 này. Q3 ra đất mất rồi. Đi theo cho nó chết càng trễ càng tốt anh em nhá. Mày 1000 tiền luôn ạ. Ui, con Vex này vẫn có 1000 tiền à. Chưa người ra hai rồng, hai Baron. Hai người ăn Baron, hai người ăn rồng. Con rồng này sao cho mình xử lý được, còn con Baron thì không biết là cánh trên ăn bao lâu đấy ạ. Dịch Vick Wukong đang ăn gọi là hết tốc lực. Nổi mấy bro, mất cả ăn mó tiết rồi mấy bro. Giữ máu đi, bà cho chiêu cuối luôn đâu, chiêu cuối ra luôn. Cha dấu. Cha dấu. Cha dấu. Mất ra thiên thần luôn à. Có thiên thần mục tiêu luôn mới sợ chứ. Mất bà được ra thiên thần. Bên kia chết Jerry cái hết đam liền anh em thấy không? Còn có Tamo đấy nhưng mà không thua. Quay top, quay top, quay top, quay top, quay top. Đóng cái quay top, đóng cái mũ vào dùm tao. Cho mày quay top đấy. Lấy tí cung xanh bổ Poppy cái. Ha, nó trâu quá. Cho Zik cái big quay trên top cho nó mũ phù thủy đây anh em ơi. Hình như thiếu gì mà thiếu mật, nó mất tầm tí tiền kìa. Zik đi bộ về cho chắc. Đóng cái mũ vào Zik ơi. Tầm này đóng cái mũ vào nói chuyện. Và sao cho băng đánh nó rất là tự tin tuyến trước bởi vì con Taric cover anh em nhé. Chiêu cuối Taric rất khỏe. Phan thêm bãi chim lấy cung xanh nào. Khô cung xanh bổ Poppy không mất máu ấy. Hả Zik đang xin thêm ạ. Zik đang xin thêm ạ. Thôi thì hy sinh củng cố thằng Zik này tí vậy. Củng cố sắc tự tiến sau vậy. 1.300 chấp nhận về lấy gì thôi. Chưa đủ cung xanh. Thôi thì lấy tạm cái co-fill vậy.
Poppy có kỳ được, con Zig vẫn đang xin thêm. Nãy Zig xin thêm 500. Quế tốt đã đủ rồi, quế tốt đã đủ, chắc chắn là đủ rồi, quế tốt này mũ rồi. Có tí đam tuyến sau anh em ơi. Phụ thuộc đam tuyến trước quá thì cũng không hay, bởi vì Aatrox giờ là không có flash. Mũ chưa bán. Mũ chưa bro. Zig tay le luôn à, ui tay mò tàng hình ạ. Nó né Quy Đức kìa, ui mất nửa cây rồi, ây da. Hay hay quá kia nào. Siêu bom đến từ Zig, không có mũ phù thủy chưa chết Teemo rồi. Game căng thẳng quá anh em, 36 phút rồi. Cầm Baron nhưng mà phút thì vẫn thấy hơi rén rén. May con Taric nó hồi máu, ngon quá. Poppy tung trục cuối để lính ra. Câu thêm tí thời gian thôi, hay quá, Poppy mất trục cuối rồi anh em ơi. Đỡ cay đó anh em ơi. Zig W bể trụ rồi kìa, hay Nautilus sai lầm rồi bạn ơi, móc lên lúc mất trụ sai lầm một mạng rồi sao cho vâng, nhưng đập nấm mất máu nhiều quá, có dây chuyền trục tội. Hồi máu tí nào. Jerry giờ nó có flash lại rồi anh em ạ. Mấy cú W rồi nên né anh em nhé, sát thương nhiều lắm đấy. Dòng sau vẫn là dòng dòng gió nữa. Ở Teemo tàng hình à? Có Taric cover không sợ đâu các bạn. Siêu bom thảy trúng Zig rồi kìa. À con Teemo rồi kìa. Vũ trụ dạng người. Không vào được, không vào được, mất man mau tiếc, không vào được. Thôi té té các bạn ơi, sát thương phép nhiều quá. Cover team rút lui thôi anh em ạ. Ui cầm cái Baron Put mà không tới được Mega luôn mà. Thôi cho con Zig về đóng mũ phù thủy đi nói chuyện tiếp. Mũ đi Zig ơi. Con Zig này đam late game dâm lắm. Nó lắc cái mũ vào nó thảy chung cuối chúng là Teemo tầm nửa cây là ít á. Bên kia thực ra là cũng không có nhiều kháng phép thì phải. Tôi thấy là con Poppy có nhưng mà mấy thằng khác thì chắc là không. Bởi vì toàn đánh với Aatrox kia Na thì chả ai muốn lấy kháng phép đâu anh em ạ. Không kháng phép con Zig nó thảy quả bom nát cái đầu liền rồi. Đặc biệt là về late game mà có mấy con rồng ngàn tuổi cái thứ nữa thì cũng chứ biết chừng là ném một quả bom chết luôn. Nhưng mà rồng sau chỉ là rồng gió anh em nhé. Đánh đến 38 phút rồi vẫn còn chưa ra rồng ngàn tuổi anh em ạ. Căng. Game hơi bị căng. Về ra rồng ngàn tuổi. À nhầm, về ra rồng gió. Giảm hồi máu luôn anh em. Thật đằng nào cũng vậy. 1.700 chẳng mua được cái gì. Đóng à, luôn cái cơ xích vậy. Cũng gọi là sương sương phun đồ. À cái game nó khó. Có tốc biến rồi này, có tốc biến của tuyến trước rồi này. Poppy ủi cái gì ở đây bạn ơi, ủi cái gì ở đây bạn ơi. Có Taric hồi máu không sợ anh em ạ. Aatrox mà đi với Taric combo này. Ui, có chất nổ hay kìa, có Zig đam to kìa, có Zig có siêu bom. Trời má, thôi bị giật lại thì chết đi bạn ơi. Có vũ trụ dạng người bật chiêu cuối luôn không. Jerry đã bị Kiena vòng đầu rồi, thế giới bùng nổ ép tốc biến của Kiena. Teemo dính thế vách dính thế giới bùng nổ luôn. Mày Jerry. Jerry 4 đồ với chúng tôi, full đồ với chúng tôi. Win. Dạ chị sơn. Nice sir. Trời con Zig đam to vãi anh em ạ. Tôi phải xem lại quả giao tranh cuối cùng mới được. Hai thằng tanker chui vào trong cái đám này anh em ơi. Hai thằng full cây đấy nha. Một Q này, một W này. Trời hai thằng nửa cây luôn anh em ơi. Kháng phép giáp thiên nhiên rồi đấy chứ. Vào quá sớm, tuyến sau thì chưa có đam. Và chung cuối Taric nó tanh kìa. Jerry với cả Vex kìa. Poppy lần này tung chiêu cuối xịt ạ. Tung chiêu cuối con Kiana. Tung chiêu cuối Kiana chứ phải tung chiêu cuối Aatrox anh em ạ. Và thế giới bùng nổ trúng hai thằng. Bổ liên tục vào đầu. Mày bắn nữa đi. Hai xe. Dạ chị sơn. Hay quá game, hay quá game, căng quá anh em ơi. Game đánh đến phút 39 mới win. Một tình huống xử lý sai lầm đến từ cặp đôi mở giao tranh của bên phía team 2, đó là Poppy cùng với cả Nautilus nữa. Tôi bảo rồi mà con Zig nó lắp cái mũ phù thủy vào nó rác lắm, đam Zig đồ như thế này làm sao mà chịu nổi, kháng phép có chút xíu à. Kháng phép có chút xíu à. Bước lên ăn một cái W một Q tôi đã thấy hai anh tanker này muốn mủ cái đầu rồi. Con Aatrox đồ này tanh đã trâu rồi, có thấy Taric nó bút chiêu cuối nữa, chịu. Bên kia đã thất bại trong việc giao tranh cuối game và sau đó thì gãy luôn.
Và đây là một game đấu cho thấy được cái khả năng xử lý kèo của Sao Trâm cũng rất tốt, mặc dù gặp một con Teemo cũng rất là khó chịu đầu trận. Và cái cách xử lý khi mà bị chết đầu trận nó cũng là cái cách xử lý mà cho thấy cái sự hiểu biết của Sao Trâm về trò chơi là rất là tốt. Đây là một cái tình huống bị tấn công chết, nhưng mà cái đợt lính này anh em nhìn cái đợt lính này. Bên kia dưới lên như này, đợt lính nó bị đóng băng ở đây. Đợt lính nó bị kèo đóng băng ở đây. Thì nó sẽ là quê lính đẩy. Đợt lính phía sau đang khá là to nữa. Cái pha này tỉnh táo thì đốt đổi mạng. Chấp nhận lỗ 100 tiền nhưng mà được quê lính đẹp. Lời pi hơn. Lên cấp độ 4. Lên cấp độ 4 thì cái combo Aatrox nó sẽ đam to hơn, hồi chiêu nhanh hơn. Và con Teemo là con kém cơ động anh em nhé. Nó mất flash rồi này. Thì cái tình huống xử lý solo queue ngay sau đấy của Sachemon cho thấy được cái kèo này nó đến level 4 nó đã thua rồi. Level 5 càng thua. Level 5, level 7 càng thua. Thì đây. Một cái pha E đúp, E qua lính để W trúng cái gì rồi anh em ạ. Trúng cái gì vẫn dính cái Teemo và Q2 giữ cái W nó giật về và sau đó thì bổ Q3. Nội tại flash đánh tay dứt điểm solo queue. Mặc dù bị con Poppy nó gánh rất là khó chịu và team pha thì bị Poppy nó đẩy ra hoài, nhưng mà không sao, vẫn là một game thắng dành cho Sachemer, một người đấu khá căng. Và cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi game đấu này. Anh em đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho channel YouTube của Văn Tùng nha. Sắp tới mình sẽ tiếp tục làm với các bao trang máy chủ sự các Trung Quốc, trong đó Sachemer vẫn sẽ là một thanh niên chủ đạo. Các bạn đừng lo là tôi sẽ bỏ Sachemer tôi làm các cái player khác nhiều quá, không sao đâu, các player khác tôi vẫn sẽ làm và Sachemer tôi vẫn sẽ làm. Và các bạn theo dõi thêm các cái video clip về các bao trang máy chủ sự cấp Trung Quốc hay là các cái game đấu này ở trên cả fanpage của Văn Tùng nữa nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em, bye bye.